Tôi ấy à? Cũng là lần này mới quen được bọn họ. Đến đây để xem náo nhiệt thôi, để mở rộng tầm mắt. Nhưng mà hai người họ trước kia từng hợp tác chính thức là mấy vụ lớn, nhiều tiền lắm. Lần này bọn họ tìm chú Thái và nhị ma tử là chuyên môn làm việc này mà. Hợp lại chỉ là mình bác trong sạch thôi. Tôi là gì? Lỡ tay cái thành nỗi hận ngàn đời mà. May mà gặp được ân nhân là cậu, tôi mới có thể thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, quay đầu là bờ, đúng không? Vậy lần sau khi ông chủ Lý chết, hàng mục tập của ông ấy ở đâu? Hàng mục tập ở trong tay của ông chủ Dương. Ông già, ông không nói thật đúng không? Cậu xem cậu nói kìa. Ân nhân, tôi là thành tâm thành ý muốn kết bạn với cậu. Vừa nãy không phải cậu còn nói sao? Chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua khó khăn. Cái này tôi nói câu nào cũng là thật mà. Được. Đi thôi. Còn đâu à? Tôi xoa cho. Xoa cho là ổn mà. Tiểu ca, không còn tiếng nước nữa. Có phải là chúng ta đi càng xa mạch nước không? Con đường này đi xuống dưới, liệu có thông trực tiếp đến trung tâm mộ không? Chuyện này làm tôi khó hiểu quá. Từ bờ kia đại dương bay đến đây chỉ làm khổ nhau. Cô hiểu rõ ràng những ngôi mộ này. Sao tôi thấy cô như là người chẳng biết gì hết vậy? Cô Ninh à, đừng có không để ý người khác như vậy. Người duy nhất đã chết rồi. Cô nói xem tôi có tin không? Lúc ở dưới mộ dưới đáy biển, cô đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Lần này sao lại qua loa như vậy? Chỉ một người biết tình hình, còn cô không biết tí gì à? Không giống với phong cách của cô. Lần này tôi chỉ đánh trận đầu thôi, vốn dĩ không định vào trong, bị con cái lớn đó làm loạn rồi. Ý của cô là đội lớn còn ở đằng sau đúng không? Hắn tin chưa? Đây là đường do người làm. Đường này chắc là khi sửa mộ còn lại, dùng để đẩy xe và vận chuyển đá. Thế đi theo con đường này thì sẽ đến trong mộ rồi. Thôi đi, cậu có biết đường vào mộ, đường nào ra mộ không? Dù sao cũng chỉ có một con đường, đi thế nào cũng chả sao. Ở đây cũng có động vật kỳ lạ. Âm thanh từ đâu truyền đến vậy? Đây là cái quái gì vậy? Đừng nói chuyện.
Kim Chi, sao vậy? Đi. Đây là người hay là quỷ vậy? Đương nhiên không phải là người rồi. Họ đi ra từ trong đá đấy. Nếu không thì nhát vừa nãy đã chém đứt tiểu ca từ lâu rồi. Đây có phải là âm binh mà tôi và Thiên Chân nghe thấy trong thôn không? Là ghi binh. Cái gì? Giống như bức tường đá trước cố cung, có người từng nhìn thấy hình ảnh của cung nữ và thái giám thời Thanh. Có nhà khoa học từng chứng minh là vấn đề từ trường. Đúng lúc có những người ghi lại hình ảnh của họ, rồi chiếu ra trong thời điểm nhất định. Có lúc có âm thanh, có lúc là hình ảnh. Ở mọi nơi trên đất nước đều từng xảy ra chuyện như thế này. Đúng, đúng. Tôi từng nghe chuyện này. Chuyện cố cung ở nhà tôi còn không biết sao. Đó là gì? Mưa gió sấm sét. Cô xem ở đây có mưa gió sấm sét không? Mưa được không? Anh đừng có quên, từ trường ở đây có vấn đề rất lớn. Những người vừa đi qua đây mặc đồ của Bắc Ngụy, nói không chừng vào thời Bắc Ngụy những người này đã đi qua đây. Và vì vấn đề từ trường, đúng lúc ghi lại được những hình ảnh vừa nãy, thế nên chúng ta mới nhìn thấy được. Đúng vậy, người dẫn đầu vừa nãy mặc đồ Bắc Ngụy, ánh mắt của hai người đó đáng sợ quá. Vừa nhìn là biết người sống lâu trên sa trường, cũng không biết phải giết bao nhiêu người rồi. Từng nghe nói ngựa sợ rồi la sợ, sao mà cậu cũng sợ thế? Cái đồ mắt to hơn người đứng sang một bên. Tiểu ca, chuyện này là thế nào? Đi thôi. Chỗ quỷ quái nào đây? Chúng ta tốn bao nhiêu công sức lại rơi vào chỗ mộ này rồi. Sao vậy? Ông già, ông cũng nhát gan quá rồi đấy. Không phải đâu. Lúc nãy khi tôi đi sang bên này, cảm thấy đằng sau cổ cứ có cái gì đó mát mát. Thổi đến. Các cậu xem, thổi tắt cả ngọn lửa này luôn rồi. Đáng sợ quá. Là ngọn lửa tự tắt sao? Một luồng gió thổi đến nên tắt rồi. Đáng sợ quá. Đáng sợ quá. Lão Dương, bất luận là thật hay giả, anh cẩn thận một chút. Nơi này đáng sợ quá. Chúng ta phải chú ý đấy. Đây là ngã ba. Đi hướng nào đây? Bên trái.
bên phải đi. Sao ông lại biết? Tôi... Vậy ông dẫn đường đi. Được. Thôi bỏ đi. Nghe cậu. Đi bên trái. Tôi lớn tuổi như vậy rồi, đi theo sau hai cậu vẫn là tốt hơn. Hai cậu à, hai cậu có cảm giác nơi này rất quen thuộc không? Chẳng lẽ chúng ta lại trở về chỗ cũ rồi sao? Lần này nên lưu sư gia đi, đi bên này đi. Lúc nãy tôi đã nói đi bên này mà. Đi nhanh, đừng có đắc ý. Đi nhanh. Chúng ta lại vòng về rồi. Vậy tiêu rồi. Chẳng lẽ là do hồn ma của những thi thể này ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta đi ra ngoài, đúng không ông già? Theo như tôi thấy, chúng ta cứ đi lòng vòng trong đây, do có liên quan đến sắp xếp của các bức tường quan tài ở đây. Tôi chắc chắn là có người đã vận dụng kỳ môn dị thuật gì đó ở đây. Các cậu đều biết bát trận đồ của Gia Cát Lượng đúng không? Vài đống đá sắp xếp lại có thể nhốt được 100+ ngàn quân. Dùng những bức tường quan tài này nhốt chúng ta không phải là chuyện nhỏ sao? Phim được tiếp đừng nói mơ hồ như vậy. Đây là một kết cấu mê cung. Sao không phải mê cung thì là trận pháp? Có phiền không vậy? Không phải tôi nói bốc nói phét đâu nhé. Một trận pháp bình thường tôi vẫn có thể. Chỉ là nhìn tổng quan, ở trong đây thì diện tích này quá lớn, rốt cuộc là cần bao nhiêu thời gian để hóa giải tôi cũng chưa chắc. Ông già, ông lại nói lung tung gì vậy? Theo tôi thấy nên lấy ngọn lửa này thiêu rụi hết nơi này. Thiêu rụi hết chỉ còn lại đường thôi. Muốn đi như thế nào nghĩ bài như vậy? Thiêu rụi hết xem như tự thiêu rồi. Không bị thiêu chết thì là ngạt chết. Đi thôi. Đi đâu vậy? Chỉ còn một con đường cuối. Anh nói xem đi đâu.
Anh chờ tôi với. Chờ đã. Chờ đã. Sao lại tắt nữa rồi? Cái tường này có đồ gì đó. Trong tường sao lại có gió chứ? Đúng, đúng vậy. Ông già, nói ông nhát gan, ông còn không chịu thừa nhận. Là thật đó, tôi thật sự không lừa các cậu đâu. Thật sự là có đồ gì đó. Bên đó. Ngô Tà, bên kia có gì kìa? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Các cậu nói tôi đã làm gì không đúng, lại học người ta nghiên cứu cái này. Bây giờ đây, bây giờ thiếu thật rồi. Tôi phải chết nơi đất khách quê người rồi. Ông già, ông đủ chưa vậy? Còn làm ồn nữa tôi sẽ bỏ mặt ông. Tự cút về đấy. Ngô Tà, thứ gì vậy? Tôi cũng không nhìn rõ, nhưng đích thực có cảm giác có thứ gì đó xẹt qua ở sau lưng. Có khi nào là cương thi không? Anh Dương, hai cậu Tiểu Gia Gia đừng tự dọa mình nữa. Các cậu mau nghĩ cách đi. Nếu thực sự là có cương thi gì đó, chúng ta có khả năng ngay cả thi thể cũng không giữ trọn được. Ôi, mẹ ơi, mẹ ơi. Phim được thuyết minh bởi tv2.org. Đừng đè tôi. Đừng dùng lời khống chế nó rồi tính tiếp. Không đè được nữa. Không đè được nữa. Tôi không tin. Anh làm gì vậy? Ngô Tà, không còn động tĩnh nữa. Chết rồi sao? Đè nữa tôi sẽ chết đấy. Nào, mau đứng lên. Là chuột hả? Chẳng trách mà lại không thấy. Đến cả một kẻ hở cũng không có. Đúng vậy. Lúc nãy hù tôi chết mất rồi. Con chuột to như thế này là loại chuột gì thế? Cậu chưa nghe nói sao? Lúc kháng Nhật, Đông Bắc có đội 731 là quỷ Nhật Bản chuyên môn đi nuôi mầm bệnh. Con chuột được nuôi lớn đó, cơ thể vô cùng to lớn. Không phải đây cũng là do mầm bệnh nuôi lớn đấy chứ? Cũng có thể là ăn thi thể mà lớn. Không khác gì lớn lên cho mầm bệnh cả. Mọi người xem đi. Mọi người xem, đó là gì vậy? Tuyệt đối đừng có động đến mấy cái quan tài đó nhé. Cẩn thận một chút. Được.
Cẩn thận đấy. Bên trong có gì vậy? Thấy gì rồi? Toàn là chuột biến dị. Chuột biến dị? Đừng có chọc chúng nó đấy. Chúng ta mau đi thôi. Gota, chúng ta mau rời khỏi chỗ này đi. Đi thôi. Đợi đã. Gota, tiếp theo định đi đâu đây? Tôi nghĩ đã. Tôi không đi nổi nữa rồi. Thật sự là không đi nổi nữa rồi. Tôi đoán trong thời gian ngắn chúng ta cũng không thoát nổi đâu. Nghỉ ngơi chút đã. Có nước không? Cho tôi một ngụm. Cho xin một ngụm đi. Sao mà phiền như vậy? Này,
Ông à, ông đang xem gì vậy? Không phải ông bị dọa đến điên rồi chứ? Ông muốn đem đám xương đó xếp thành hình đấy à? Tôi nói cho cậu nghe này, tôi phát hiện ra một bí mật. Nào, qua đây đi. Cậu xem đi, có thể nhìn ra cái gì không? Ông có gì thì mau nói đi, không nói với mình cậu. Tiểu ân nhân, tiểu ân nhân, tiểu ân nhân, cậu cũng qua đây đi. Đừng gọi nữa, ông mau nói đi, mau nói đi. Cậu xem đi, vết cắt này rất sắc. Xương quai xanh của người này là do trước khi chết tạo thành. Cậu xem đi, sắc lắm, có phải không? Chứng tỏ là thời gian lành của vết thương này và thời gian người chết rất gần nhau. Cái này là bí mật gì? Cậu nghe tôi nói hết đã. Vết thương này chắc là nguyên nhân mà người này chết sở dĩ ở vị trí này. Đại khái là bị người ta dùng dao cắt đứt động mạch ở ngay trên xương quai xanh. Ra tay vô cùng tàn nhẫn, cho nên một phát đâm đến xương luôn. Nói nửa buổi, người này chết do một dao đâm trúng. Không chỉ là như vậy đâu, vừa nãy tôi đã quan sát, có rất nhiều thi thể đều bị chặt đứt như vậy. Thông thường mà nói, tế bái thời cổ đại đều là lễ vật tế, quỳ trước nơi tế bái, tế sư ở đằng sau chặt đầu. Tình hình như vậy không thể hình thành vết thương như thế này ở xương quai xanh đâu. Còn những người ở trước mặt của chúng ta bị chặt từ phía trước, cho nên tôi dự đoán những người này là chết trong chiến trận. Ông lão, chết trong chiến trận thì chết trong chiến trận thôi, có gì mà bí mật chứ? Đây chỉ là sự che giấu đi bí mật lớn mà thôi. Vấn đề mấu chốt còn ở đằng sau kia kìa. Tiểu ân nhân, cậu xem cái này đi. Giáp phiến của đồng đen, không sai. Hơn nữa là sau thời Hán mới có loại này. Cậu nhìn mảnh này, nó không lót bên trong. Đó là mảnh mùa hè. Lúc người đời chết là do mùa hè. Kỳ lạ nhất. Còn cái này cậu xem, lụa, không sai. Tiểu ân nhân đúng là có con mắt sáng, dựa nhìn là biết. Lụa, giáp trụ đều là đồ dùng thời Hán. Tại sao lại xuất hiện trong đồ tùy táng của dân tộc Xá? Nếu như ta đoán không nhầm, trong này không phải là mộ gì cả, mà là một chiến trường cũ. Theo phán đoán của lão, các thi thể ở đây phân thành hai nhóm người. Một là những người giữ mộ, còn lại chính là quân đội người Hán. Không phải thế chứ? Đúng. Chắc là người giữ mộ dân tộc Xá thiết kế dẫn dụ bọn họ vào, lợi dụng địa hình phức tạp trong mê cung, chỉ cần một trận là có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân. Mọi người chia ra hành động cẩn thận đó, được thiết bị bởi tv2.org.
Ông già, vậy thì Bất Ngôn Kỵ cuối cùng sao mà ra ngoài được? Tôi cũng chưa nghĩ ra vấn đề này. Hay là ông cứ làm theo lời tôi, một mồi lửa thiêu rụi nơi đây, chỉ cần tôi dùng mũi chú ý an toàn, nhất định có thể ra ngoài được rồi. Tôi tính lại đi. Nghe lão này phân tích, tại sao chúng ta không ra được mê cung này? Đó là vì không phân biệt được phương hướng, biết chưa? Tại sao chúng ta không phân biệt được phương hướng? Đó là vì chúng ta không có cách nào xác định chính xác được đi bao xa. Chỉ cần các người có thể xác định được chính xác phương hướng, thì bất luận chúng ta ở đâu cũng có thể ra ngoài được. Sao có thể được? Tiểu ân nhân của tôi, môi trường trong này, cái này chúng ta chỉ cần đi hai vòng là ngước rồi. Sao có thể đi thẳng được? Lão Dương, súng báo hiệu. Đi. Đợi đã. Đợi tôi với. Nhanh. Lão Dương, không sao chứ? Nhanh, tôi không chạy được nữa. Lão Dương, quay lại đường cũ, nhanh. Đó là gì vậy? Sao cháy nhanh thế? Dầu từ thi thể toàn bộ đều là dầu. Mau chạy đi. Mau quay lại đây. Sao vậy? Ngô Tà, cậu điên à? Cậu còn ở đây nghiên cứu cái gì? Các người xem, quan tài này có thể di chuyển được. Liệu có phải là mật đạo? Lửa! Nhanh! Nhanh! Là có thật đó. Lão Dương, Lương sư phụ, nhanh giúp tôi, cháy rồi. Tôi bị béo lửa rồi. Ông bị cháy rồi. Mong có lửa thì ngồi xuống trước đi. Lửa này đốt mỏi mình ông. Nhất định là ông có việc mờ ám. Đừng nhiều lời nữa, đi nhanh lên. Nhanh. Tiểu ân nhân, có phải là cậu nghĩ ra cách gì rồi không? Trực giác thôi. Chia ra tìm. Quan tài có thể di chuyển, nhất định ở gần ngã tư. Tôi tìm được rồi.
Cái này, chúng ta sao lại đi vào đường cụt rồi? Vô Tà, quan tài này không đẩy được, lần này thì xong thật rồi. Ngô Tà, sao cậu lại làm gì vậy? Tiểu ân nhân của tôi à, cậu đừng có ngắm quan tài nữa, mau nghĩ cách đi. Nếu lửa cháy đến thì chúng ta phải làm sao đây? Ngô Tà, cậu muốn làm gì? Ngô Tà, cậu muốn làm gì? Mở rồi, mở rồi. Có đường sống rồi. Nhanh, có đường sống rồi. A Di Đà Phật, ông trời không tuyệt đường người. Tiểu ân nhân, cậu đúng là đại ân nhân của tôi rồi. Cảm ơn mấy con chuột đó đi. Ông định ít tôi, ra ngoài trước rồi tính. Được. Lần này thì tốt rồi. Có thể ra ngoài rồi. Lão Dương, Lương sư gia, Lão Dương, Ngô Tà, Ngô Tà, Lão Dương, Lão Dương, ôi mẹ ơi, đây là đâu vậy? Kính, Ngô Tà.
Ngô Tà, Ngô Tà, Lão Dương, Ngô Tà, Lão Dương, cậu không sao chứ? Không sao. Cậu thế nào rồi? Không sao, không sao. Cậu sao vậy? Không sao, không sao đâu. Tiểu ân nhân, hai người ở đâu? Nhất định là Lương sư gia. Tôi qua tìm ông ấy. Tôi từ tuổi này rồi, hai người đừng có bỏ tôi lại đây chứ. Hai người ở đâu vậy? Lão già, từng tuổi này rồi mà bi thương quá vậy. Tiểu ân nhân, Lương sư gia không sao chứ? Cuối cùng cũng gặp được hai người rồi, tôi sợ quá. Chúng ta đến đâu vậy? Chúng ta, ông không bị thương chứ? Không có, không có. Nào, để tôi dìu ông. Mẹ ơi, lớn thế này, thảo nào chúng ta đào mãi cũng không đến tận cùng. Cho tôi mượn một chút. Cậu không phát hiện sao? Cái cây này được đúc bằng đồng thau đấy. Đúng là điêu luyện sắc sảo, tài nghệ cao siêu của do trời tạo. Đây là, đây chính là chân thân cây thanh đồng mọi người phát hiện lúc trước. Nói như vậy thì cái cây này vẫn luôn mọc ở bên trên, cũng chính là cái cây cậu và lão Mã phát hiện. Cái này không phải là người xá tộc làm ra chứ? Không giống. Cái cây đồng lớn thế này, trước kia không thể có kỹ thuật luyện kim cao như vậy. Thế là ai làm? Sao lại đứng ở đây? Không phải là mọc từ địa ngục lên chứ? Vớ vẩn. Cậu nghĩ xem, chúng ta từ Hoàng Tuyền vào địa phủ, không phải là mọc từ địa ngục lên thì còn từ đâu? Hai người mau xuống đi, dưới này có dấu vết đào bới. Chắc là mấy người xá tộc đó lúc xây mộ phát hiện ra cây thanh đồng này, nhưng không biết đào tiếp sẽ sâu thế nào. Lão Dương, Lão Dương, sao ngay ra vậy? Tôi cũng không biết. Chị cảm thấy chúng ta nên trèo lên hả? Coi mình là khỉ thật à? Mau đi đi. Cái cây này tà quá, hai người nhất định phải cẩn thận. Tại sao lại là đường cùng? Người ta sửa mộ xong, khuôn đá đi xong thì phải bích lại chứ. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Cái này tốt đó. Chờ một chút, mọi người dùng cái này trong mộ thiếu hiểu biết quá, nguy hiểm như cắt động mạch. Mấy người dùng đi, đợi chúng tôi xuống đất, mấy người hẳn dùng. Chôn hết mấy người trong đó tôi mặc kệ, được không? Vậy anh nói xem làm thế nào đây. Đi, đập cái này ra. Dựa vào đâu mà sai tôi? Ở đây cậu là non nhất. Cô Ninh, chỗ này hơi tà, vừa vào đã lạnh toát người. Oh.
Cái lưng của bạn da tôi. Tiểu ca, tiểu ca, tiểu ca, anh xem lại có cả đống chuông đồng thau. Trương Khởi Linh, gặp cảnh tượng này bao giờ chưa? Cô An Ninh à, ngã có đau không? Không có tiên chân bên cạnh đúng là không ổn. Đây chắc là cảnh người tộc xá tế lễ. Thế này mà tế lễ gì? Là cả bảo tàng thi thể thì có. Giám đốc bảo tàng ở đây. Đỉnh này được đấy. Chất lượng. Không chê nặng thì cậu bưng nó đi. Chuông này, cái này đáng tiền đấy. Đừng, đừng đụng vào. Đỉnh này cũng muốn mang đi tôi không ơi ý kiến. Nhưng cậu đụng vào cái chuông, lát nữa xuất hiện ảo giác. Cô bảy dì tám đến mà cắn cậu có tin không? Mấy cái chuông này rất giống với chuông trên người thi biệt chúa. Sau đó Tam Thúc có nói với tôi, niên đại của chuông này là trước thời chiến quốc. Cụ thể thì chú ấy không nói, nhưng lúc đó một cái chuông suýt nữa lấy mất mạng người. Đâu có mấy mươi cái, lỡ nó treo lên. Hộp ngọc trong tay tế tư này chắc chắn là có báu vật rồi. Bàn già của tôi cũng thấy rồi. Được rồi, cậu ở yên đó, cậu yên đó. Mấy tướng như bà già tế tư này không phải loại người như cậu đụng được đâu. Muốn đụng cũng phải để bàn già của tôi xem thử. Đừng cử động. Sao vậy? Không có gì cả. Anh bảo tôi ở yên, anh lại động vào nó trước. Thôi rồi. Tiểu ca, tiểu ca, tiểu ca, tiểu ca. Biến đi. Tới đây. Tới đây. Bàn tử. Phim được. Cô làm gì vậy? Quảng nò trưởng mở hả? Thank you.
Bảo bạn tự chết tiệt ra đây cho tôi. Anh dám nổ súng bắn tôi. Ra đây cho tôi. Bàn tử, để tôi tìm được anh rồi. Anh đến đâu? Phèn này chắc chết rồi. Cậu nói xem, phải ăn nói thế nào với Thiên Chân đây? Tiểu ca à, lúc này có chuyện gì vậy? Cậu không bị ảo giác à? Hai người qua đây xem đi. Trên này còn khắc hình đấy. Khắc gì thế? Lại là rắn hai thân. Đây là tô tem của người Xá à? Tại sao lại khắc ở đây? Có thể là người tộc Xá cho rằng đây là dấu vết của thần, cho nên trên đó khắc tô tem thể hiện sự sùng bái. Trợ lý Lương, ông hiểu nhiều biết rộng, có thể nhìn ra cái thanh đồng này từ thời đại nào không? Có thể là đồ ở thời Thương Chu. Thương Chu cộng lại hơn cả ngàn năm. Trợ lý Lương à, ông nói thế cũng như không à? Thứ này phải dựa vào thiết bị chuyên môn để kiểm tra, chỉ nhìn mắt thường thì sao mà nhìn ra được niên đại cụ thể? Các cậu nhìn kỹ xem. Nhìn màu sắc này, đen. Màu đen ngã xám, có thể là một loại thanh đồng thiết. Thanh đồng thiết gì? Và thanh đồng gì? Theo tôi thấy, rất có khả năng là khoảng thời gian Tây Chu. Chắc chắn khoảng bao nhiêu phần? Cậu cứ gặng hỏi thế thì không được rồi. Vậy khoảng 5 phần. Nói cũng như không. Đồ cổ bây giờ phần lớn đều là sau thời Tống. Đồ trước thời Đường vốn dĩ đã rất ít. Trợ lý Lương có thể nhìn ra nó từ thời Tây Chu đã lợi hại lắm rồi. Trợ lý Lương, nếu tính theo thời Tây Chu, theo trình độ kỹ thuật thời đó, có thể rút ra cây thanh đồng thế này không? Tiểu ân nhân của tôi ơi, câu hỏi của cậu càng làm khó tôi đó. Tôi chỉ biết lúc đó đồ thanh đồng phải làm khuôn gốm trước, chính là khuôn làm từ gốm. Về lý thuyết, chỉ có thể làm ra khuôn gốm thì có thể làm ra cây thanh đồng lớn thế này. Phải cần cái khuôn lớn thế nào chứ? Không thể nào. Vậy thì chưa chắc. Tôi dạy cho cậu một bài nhé. 1.000 năm trước công nguyên, tới khoảng những năm đầu tiên công nguyên, trên lịch sử được gọi là thời đại kỳ tích. Rất nhiều thứ lạ lùng đều được tạo ra vào lúc đó. Ví dụ như là Vạn Lý Trường Thành, Kim Tự Tháp, Hoàng Lăng Vua Tần Thủy Hoàng, thành Babylon. Nếu cậu cứ nói là không thể làm ra được một cái cây đồng lớn thế này thì cũng khó nói lắm. Dù sao kỹ thuật cũng đã thông thạo,
Hoàng đế mà ra lệnh, người bên dưới cắm đầu vào làm là 8-10 năm, khéo là xây được đấy. Đây có phải tôi đã nhảy vọt một mũ ruộng tôi mấy tạ thốt đâu. Ông chỉ nói mồm cái là đã tót lên trời ngồi rồi. Năm đó Tần Tử Hoàng thu binh toàn thiên hạ, mới tạo ra được 12 kim nhân. Một cái cây đồng lớn như vậy có thể làm được hơn 100 kim nhân đó. Hơn nữa móc đồ ra nhiều đồng xanh thế. Ông nói xem, đúng là đồ ngốc. Không khéo là bởi vì đúc cái cây đồng này nên tới Tần Thủy Hoàng đồng mới ít đi đấy, nên mới chỉ làm ra được 12 kim nhân thôi. Sao? Ông là chuyên gia, nói linh tinh kiểu gì thì cũng vẫn là đúng. Cậu, đây, đúng rồi. Trước đây ông chủ Lý từng nói khu mộ này còn có nhiều kho báu hơn lăng Tần Thủy Hoàng nhiều. Nhưng sao chúng ta đi lâu như thế mà chẳng phát hiện ra bảo bối gì? Chuyện này thì ở đây đã có một cây đồng to đùng thế này rồi còn gì. Chúng ta có phải đi thu mua đồng nát đâu. Cái cây đồng này có tác dụng quái gì chứ? Cây đồng xanh tam tinh đôi, đấy là bảo vật quốc gia, có biết không? Nói cứ như kiểu ông có thể đào ra đem bán không bằng. Đào ra thì đã sao? Nếu mà đào được ra thật thì khó mà giàu to nhé. Được, được rồi, thế ông đào đi. Đào đi kìa, ông đào đi mà bán, đừng cãi nhau nữa. Chắc chắn rằng kho báu mà ông chủ Lý nói không phải là cái cây đồng này. Có muốn tìm kho báu không? Phim được thuyết minh bởi tvhay.org. Đến quan tài của chủ nhân ngôi mộ còn không tìm được. <笑>只可惜李老板死得太突然了，要不然呢，他一定知道接下来的路该怎么走。哎哎，你们等等我，等等我。吴贤，你火把拿那么久，手不酸啊？来，兄弟我帮你，贴心吗？老杨。 刚刚看到你跟梁师爷吵架，振振有词，而且你在这个墓里待了这么久，一定早就知道青铜树了，对不对？来，来吧，你告诉我，青铜树的秘密到底是什么？ 梁师爷，这个人是跟你一起来的吗？我还真不认识，我们一共来的就是五个人，你都见过呀？哎，老杨，这人应该刚死不久，身体还软着，热乎的。难道还有人进来过吗？ 别管其他人了，先把他救下来吧。Thật ra lúc ở ngôi mộ dưới đáy biển, tôi hận cô ấy lắm. Sau đó cũng chẳng sao nữa. Chủ yếu là lo lắng quá khi gặp phụ nữ thôi, nên tôi mới hại rồi giở trò với cô ấy. Thật ra cũng chẳng có gì cả, nhưng giờ thì hay rồi, cũng chẳng có thời gian mà giải thích nữa. Giờ chúng ta làm thế nào đi? Tôi hỏi cậu đó, làm sao giờ? Ở đây có một lối vào. Tôi phía trước có lối vào, sao không nói? Cậu, cậu mà nói sớm thì đâu có sinh ra ảo giác. Vợ của cậu ngốc kia cũng không chết, còn cả giấy mèn. Tôi vừa nhớ ra, tôi cũng vừa mới biết lúc nãy thôi. Vậy cậu còn nhớ ra gì nữa?
Dưới đó còn gì nữa? Cậu còn nhớ ra gì nữa không? Có thể spoil chút được không? Giỏi lắm. Phim giỏi, giỏi thật. TV2.org. Ôi, cái ông này làm gì mà kêu suốt thế? Tuy chúng ta không biết cậu bé này đến từ đâu, nhưng mục đích của cậu ấy chắc là giống như chúng ta. Đây, lại chết một cách mơ hồ như thế. Ít ra thì cũng phải để tôi thể hiện chút cảm xúc đau thương cô độc chứ. Đầu cái quần ấy. Cậu ta mà không chết, thế chúng ta có đánh với cậu ta không? Ông có đánh không? Chuyện này, nếu cậu ấy vẫn còn đồng bọn, vậy thì bây giờ chắc đã trèo lên cây rồi. Lên cây? Tại sao chứ? Lúc nãy tôi đã suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta đã đi lâu như vậy, nơi này có lẽ là nơi vực sâu của ngôi mộ rồi. Nhưng trừ cái đồng ra, chúng ta chẳng thấy gì khác. Hoặc là đối với khối tộc nhân thời cổ đại, cây đồng xanh cũng có thể chính là thần tích mà bọn họ nói đến. Vậy nên bọn họ mới khắc đồ đằng lên cây đồng. Vậy mọi người nghĩ mà xem, thủ lĩnh của bọn họ có để mộ của mình ở chỗ nơi gần với nơi mà họ coi là gần thần thất nhất không? Ý cậu nói là chủ nhân của ngôi mộ này đặt quan tài của mình trên cây răng? Kho báu ở trên cây hết à? Thế chúng ta lên cây thôi. Trèo cây sao? Tôi già cả rồi, chân rụng chân rung. Các người đỡ tôi nhé. Nào đi, đợi chút, đợi đã nào. Này, nào, nào, đeo cái này lên. Ý là sao? Cứ coi nó là một thanh kim loại thông với trạm cao áp là được. Nói thật đi. Ông ơi, cháu sau này giải thích với ông sau nhé. Thầy Lương, đi thôi, đi, đi, đi thôi, đỡ tôi nhé. Để tôi này. Ngô Tà, cẩn thận nhé, đừng động vào nhánh cây. Được. Thế này sao trèo lên được? Với cái bộ xương già này. Ông xuống đi. Cái này nguy hiểm lắm Lương sư gia. Không sao Lương sư gia, chúng ta lên trước sau đó kéo ông. Đừng để tôi rơi xuống nhé. Muốn cho rơi đã rơi lâu rồi. Ông yên tâm đi. Tiểu ân nhân, cẩn thận. Cẩn thận, da của cậu lộ bên ngoài. Đừng chạm vào cây. Cẩn thận. Nào, từ từ thôi. Nào,
Các cậu mau đưa dây thừng xuống. Được chưa? Một, hai, ba. Cẩn thận. Cẩn thận. Cẩn thận. Tiểu ca không nói cho mình. Ở đây có một cái hố. Coi như đã đến nơi rồi. Chỗ này tôi từng đi qua. Nhớ ra gì rồi à? Đây là ký hiệu tôi hay dùng. Mỗi lần đến một bộ đạo, tôi đều đánh dấu nó lại. Và anh có nhớ đến đây lúc nào không? Nhìn ký hiệu này, có lẽ là trước khi đến mộ ở Tây Sa. Tôi không muốn anh nhớ gì khác. Anh nhớ lại giúp tôi, chỗ này có đồ quý hiếm của bàn tử không? Có mấy cái có đáng để bàn tử đi vào không? Mộ mã của dân tộc Xá khác với mộ mã của dân tộc Trung Nguyên. Ở đây đã bị thay đổi. Cơ quan tinh xảo như vậy, có lẽ là bút tích của Ngôn Kỵ. Cẩn thận. Tiểu ân nhân à, cứ leo như thế này thật sự rất mệt. Chúng ta nghỉ một lát đi có được không? Cậu xin hai cậu đó sao không phiền vậy? Lão Dương à, nghỉ ngơi đi. Cảm ơn, cảm ơn. Mệt quá. Tôi có đồ ăn trong này. Trong này có hai cái. Này. Cảm ơn. Đưa tôi. Anh bằng nhỏ à, cả một đoạn đường luôn chăm sóc cho tôi, da không được chạm vào cây. Rốt cuộc là vì sao vậy? Không muốn chết thì nghe theo tôi đi. Anh bằng nhỏ, xem ra cậu rất thông thuộc chỗ này. Theo như tôi được biết, đến cả ông chủ Lý ở Hà Mộc Tập cũng chưa nói đến cái cây này. Được rồi, ông nói đủ chưa? Ông thấy chưa đủ mệt hả? Ông còn muốn phí lời nữa? Được, tôi không nói nữa. Ngô Tài, chúng ta cứ thế này không ổn đâu. Anh xem, trên còn mấy trăm mét nữa. Với sức này, chúng ta phải qua đêm trên cây rồi. Lão Dương, tôi thấy có thứ gì đó đang nhìn chúng ta. Không có. Ở đây ngoài ba chúng ta ra và mấy người chết, không lẽ nào
Linh hồn họ đang nhìn chúng ta sao? Đừng có nói linh tinh. Này, trong hoàn cảnh này, anh đừng có nghĩ lung tung. Anh cứ nghĩ vừa xem xong phim kinh dị, liền cảm thấy bên cạnh có anh chị em không nhìn thấy. Tiểu Ân Nhân à, cậu nhìn thấy gì rồi? Cậu đừng có dọa tôi nha. Trên cái cây này liệu còn có sinh vật gì khác nữa? Anh đừng có nghĩ linh tinh. Chúng ta thấy cây thanh đồng to như thế, nếu báo cho chính phủ, có thể dùng tên của chúng ta đặt tên cây không? Cây thanh đồng Dương à, anh nghe đến cây ma tử phương nhị có ba rễ cây lớn chưa? Tôi đùa chút thôi, nhưng mà cho tôi thời gian, tôi nghĩ xem có tên nào tay hơn không. Lương sư gia, nghĩ xong chưa ạ? Đi thôi, đi thôi. Nhanh lên. Tôi không ổn rồi, tôi sợ độ cao. Nào, mời bắt đầu biểu diễn. Xong, đẹp lắm. Cái gì vậy? Sao vậy? Hình như là có người đang đi lên. Có phải là đồng đội của ông không? Cái này không thể nào là họ được. Lửa ở bên ngoài như vậy sẽ không dập tắt. Không thể là người của ông ấy. Vậy nói xem, có thể là ai chứ? Có lẽ nào là đồng bọn của xác chết kia không? Thế thì thôi rồi, nếu họ xông lên sẽ khó đối phó. Hay là tôi xuống xem sao? Anh đừng manh động, nhỡ đâu họ có súng thì sao? Tôi cũng có, anh nghe tôi nói đã. Chúng ta đã ở nơi sáng, địch ở nơi tối. Chúng ta không biết họ bao nhiêu người, không được manh động. Việc cấp bách bây giờ là bỏ đi tiếp thôi. Nhanh lên, mau lên, đi thôi. Tiểu Ân Nhân, đừng vội, mau lên, đừng vội, cẩn thận. Theo sát vào. Lão già, ông xương già yếu, có thể lên không? Đừng lo, được sư gia, dùng cách cũ. Chúng cháu lên trước rồi kéo ông lên. Đúng rồi, nếu ở trên đường gặp đồng đội của ông thì xin ông ra mặt, chúng ta cùng hợp tác, dù sao cũng tốt hơn. Yên tâm, đôi bên cũng có lợi. Đôi bên cùng có lợi. Ông đừng có giỡn trò nha. Yên tâm, yên tâm đi. Đưa tay cho tôi. Đi. Đây thực sự là bảo tàng hả? Bây giờ lại đến khu nào rồi? Khu tượng đá, khu điêu khắc.
Làm nhiều tượng đá thế này để làm gì chứ? Để triển lãm hả? Nào, đưa tay cho tôi. Cẩn thận. Lão Dương, không sao chứ? Không sao, cẩn thận một chút. Ở bên này. Hai người thế nào rồi? Lửa của tôi. Lửa bị tắt rồi. Hai người mau thả dây thừng xuống đi. Lão Dương, lửa của tôi bị tắt rồi. Hai người thế nào rồi? Nào, hai người mau lên, mau lên đi. Thầy Lương, nhìn thấy dây thừng chưa? Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Bên trên tôi đã thắt xong rồi. Ông thắt chặt vào người đi. Được. Hai người kéo đi. Kéo đi. Kéo đi. Được. Được rồi. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Hai người đừng buông tay nhé. Cái mạng già của tôi. Sao vậy? Dọa chết tôi rồi. Đừng buông tay. Tôi nhìn thấy thứ gì đó. Bây giờ không thấy đâu rồi. Kéo mô lên. Kéo mô lên. Mô lên. Dùng sức đi. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Lão Dương, đó là cái gì? Không nhìn rõ nữa. Sao hai người không kéo nữa vậy? Kéo, kéo mạnh vào. Kéo, mau lên. Hai người mau lên. Thầy Lương, đưa tay cho tôi. Nắm lấy tay, nắm lấy tay, nắm lấy tay. Đừng có vội. Để tôi tháo dây đã. Tháo dây đã. Ông già, ông đừng có làu bầu nữa. Chưa làm cái này bao giờ. Mau lên, đi thôi. Nằm xuống. Mau lên. Mau chạy đi. Cẩn thận. Đợi một chút ông già. Ông già chết tiệt. Ôi mẹ ơi. Quỷ, là quỷ. Thầy Lương,
Lão Dương, chạy mau! Gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi. Bàn tử, đến đây. Vua ta, đây là tinh tinh hay là người? Sao tôi biết được? Chạy đi.
Ngô Tà, cậu không sao chứ? Cô ấy là ai? Sao cô lại ở đây? Ngô Tà, bạn cậu sao? Không phải là bạn. Đúng rồi, chuyện là lúc trước tôi có xem một cuốn tiểu thuyết, nói là cổ đại văn minh huấn luyện con tinh tinh lớn để bảo vệ giếng mỏ. Có khi nào người tộc Xá cũng huấn luyện một đám con tinh tinh lớn không? Nơi này nguy hiểm, mau đi đi. Đi trước đi, đi xem Lương sư gia trước. Sao còn hút máu được nữa chứ? Đây là thứ gì vậy? Chẳng lẽ là thanh đồng thụ mà họ nói sao? Phim được thuyết minh bởi TV hay.org. Ngô Tà, cậu nói chúng ta còn dẫn theo phế vật này làm gì? Chẳng có ích lợi gì cả. Hơn nữa còn là phản tặc. Dù gì bây giờ ông ấy cũng không đi được. Hay là ngồi lại đây nghỉ ngơi đi, được không? Dọa chết tôi rồi, dọa chết tôi rồi. Quái vật đâu rồi? Còn tinh tinh lớn đó đâu rồi? Còn tinh tinh đâu rồi? Vậy đâu hết rồi? Nào, được, tôi tự làm được mà. Để tôi đốt lửa lên, đừng có vội. Đi thẳng về phía trước đúng không? Chú ca, Ngô Tà, phía sau có động tĩnh. Hình như tôi thấy một người bạn của tôi. Cậu có phải là mệt quá rồi không? Uống miếng nước đi. Tôi có. Cậu tự có mang ư? Tôi đến gốc cây phía trước nghỉ ngơi một chút. Tiểu ca, hình như tôi vừa thấy Ngô Tà. Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Ở đâu vậy?
nhưng cậu ấy lại không ở đây. Nhìn thấy cậu ấy nhưng cậu ấy lại không ở đây. Cậu sao vậy? Cậu có tiền lý nhãn sao? Hay là cậu đã xuất hiện ảo giác như chúng tôi rồi? Những con tinh tinh đó chắc là sẽ không theo đến đây nữa đâu nhỉ? Ngô Tà, Ngô Tà, chúng ta mau đi đi. Cái con kim mau tinh tinh chắc chút nữa sẽ lên đấy. Tôi cảm thấy không chắc lắm. Chúng ta nghĩ thêm một chút nữa có được không? Tôi thật sự là đã không còn sức nữa rồi. Một ông già cản trở như ông, chăm sóc một chút người già đi. Nghĩ một chút, anh Ninh, cô nói xem. Nghỉ thêm một chút đi. Kim mau tinh tinh có đến tôi lo. Cảm ơn cô gái. Cảm ơn, cảm ơn. Cái gì vậy? Nào, mọi người có thấy không? Đó là thứ gì vậy? Không nhìn rõ nữa. Có khi nào lại là con khỉ đó không? Không đâu. Tốc độ của chúng không nhanh như vậy đâu. Thứ này là thứ gì vậy? Cậu, cái này máu. Ngô Tà, cậu sao vậy? Là máu. Chuyện gì vậy? Đừng nghỉ ngơi nữa, mau đi, mau đi, mau đi. Chú Thái, đừng qua đó, chú Thái, chỉ còn nửa người thôi, nửa người còn lại rơi xuống rồi. Đây là ai vậy? Sao ra tay độc ác vậy chứ? Những cành cây này nhìn có vẻ rất cùng. Nếu như trong quá trình rơi, độ cao và độ rơi tương ứng, vậy những cành cây này giống như là những con dao sắc nhọn. Vậy cây này cao bao nhiêu đây? Vậy phải hỏi cậu rồi. Lão Dương, tôi... Cậu sao lại hỏi tôi thế? Tôi thật sự là không biết mà. Cả đường giả thần giả quỷ, còn không nói thật sao? Tôi thật sự là không biết mà. Lúc này chúng ta đừng có gây chiến nội bộ nữa. Hết đường rồi, tìm đường ra khác đi. Phim được thuyết minh bởi tvhay.org. Mọi người, xem này. Trên hoa văn của cây có vết máu. Mọi người xem, chỗ này cũng có. Mau, bước qua đây xem. Thực ra tôi vẫn luôn có một nghi vấn. Một cây đồng lớn thế này, tác dụng của nó rốt cuộc là gì chứ? Chuyện này có liên quan đến bàn thờ bên ngoài 3 năm trước cậu phát hiện ra. Còn cả tượng đầu người vừa nãy chúng ta nhìn thấy, và chúng ta không phát hiện ra quan tài trong tay tộc người xá. Tôi đoán
Những thứ này chắc là dùng để tế bái. Nhưng mọi người nghĩ xem, cây đồng là sản vật thời kỳ Tây Châu. Còn tộc người Xá có thể lăng mộ được xây dựng từ thời Hán Triều. Theo lý mà nói, tộc người Xá dùng nó để làm gì không phải là chứng cớ cho công dụng ban đầu. Ý của anh là tộc người Xá phát hiện ra cây đồng này và kính ngưỡng nó, đem việc tế bái của tộc nhập vào cây đồng này. Nhưng thời Tây Châu, cây đồng không phải dùng để tế bái, đúng không? Đúng vậy. Nhưng tôi thấy những hoa văn này, tôi nghĩ công dụng ban đầu của nó vẫn là tế bái. Mặc dù việc tế bái thời Tây Châu không hề tàn bạo như thương đại, nhưng mà người thường đều cho là sẽ lấy người để làm vật tế. Cái gọi là phương thức tế bái không giống nhau, chẳng qua chính là cách giết người khác nhau mà thôi. Ví dụ như tế bái thổ địa chính là chôn sống, tế bái hỏa thần chính là thiêu người đến chết, tế bái hà thần chính là quẳng người xuống sông. Tôi nghĩ cây đồng lớn như thế này, chắc bọn họ lấy nó để tượng trưng cho cây thần như là phù tang nhược mộc, cũng có thể là thần Tư Mộc chết đi. Những thần như thế này để dùng máu để tế cả. Mọi người xem vết máu này chảy xuống dưới, nếu như không phải cố ý thiết kế, nhất định sẽ không chảy xuyên suốt được như vậy. Còn nữa, vết máu trên những thân cây này, e là cái cây này đúng là vật dùng máu để tế. Cũng có nghĩa là ghim người sống lên cây cho đến khi chảy cạn máu mà chết. Máu này một đường chảy xuống dưới cho đến gốc cây. Theo như cách này cúng tế thần linh, cho nên vết tích sâu như vậy cũng không lạ nữa. Nhưng mà nếu như hoa văn này thực sự đầy máu, không biết là phải treo bao nhiêu người đây. Đừng có cản đường, ông Lương à. Sao cậu ta lại như vậy chứ? Cậu xem đi, ông uống nước đi. Cảm ơn. Ngô Tà, Ngô Tà. Đúng rồi, cậu vẫn chưa giới thiệu cô gái xinh đẹp này là ai. Cô ấy là An Ninh. An Ninh, tên nghe hay quá. Hai người sao mà quen nhau vậy? Phía trước có nhiều nhánh quá, không dễ đi đâu. Bên trên này vốn dĩ là có thưa có dày, dày mới dễ leo chứ. Cách nhau trên 2 mét, vậy chúng ta không phải là Điệp La Hán sao? Nếu như mà dễ trèo, sao chú Thái lại có thể ngã xuống dưới phim được thuyết minh bởi TV hay không? Không biết là do tự chú ấy ngã hay là bị người ta đẩy nữa. Trên đó không phải còn có ông chủ Dương sao? Không thể nào, tuyệt đối là không đâu. Những người như ông tôi gặp nhiều rồi, gây chiến nội bộ cũng chả có gì lạ. Bảo bối còn chưa tìm được, sao có thể gây chiến nội bộ chứ? Bảo bối nhất định là bên trên cây đó. Cái gì? Dù sao chúng ta cũng cần phải trèo lên hay sao? Trèo lên trèo xuống phiền phức quá, tìm được khác đi. Vậy chúng ta chia ra hành động, tôi cùng một tổ với Ngô Tà. Đứng lại. Ngô Tà cùng tổ với tôi. Anh đưa theo ông ấy. Được. Vậy các người đi tìm đường trước đi. Tôi nghỉ ngơi một lát đã. An Ninh, vừa nãy cô có thấy Tiểu Ca không?
Không phải mấy người cùng nhau đến sao? Không đâu. Có thể là tôi nhìn nhầm rồi. Thực ra tôi vẫn luôn muốn hỏi cô một chuyện. Từ khi ra khỏi mộ ngầm dưới biển, tại sao cô lại không từ mà biệt? Chúng ta vốn không phải là người đi chung đường. Vậy tại sao cô vẫn tìm thuyền đến cứu tôi? Tôi không biết chuyện anh nói. Cô vẫn không dám tự nhận chúng ta là bạn hay sao? Nào nào, kéo tôi. Mau lên, mau lên. Lằng nha lằng nhằng. Đuốc này, cầm lấy, đâu vậy? Cậu từ từ thôi, chắn đường. Cùng một tổ với cậu, coi như là tôi đen đuổi rồi. Tôi thở đã. Thở đã. Cậu tìm đường gì thế? Ông già, ông đừng có nhiều lời nữa. Nếu không phải là Ngô Tà, tôi sớm đã cho ông chết luôn rồi. Một, sao vậy? Ông già, mau cứu tôi. Người tính không bằng trời tính. Đúng là phong thủy luôn luôn mà. Cậu cũng có lúc cứu tôi á. Đừng nhiều lần, mau cứu tôi đi. Cứu cậu. Cả đường này, cậu hết lần này đến lần khác ức hiếp tôi. Cậu cứ ở đấy đi. Nhìn lên, lão già. Muốn tôi cứu cậu phải không? Được. Đồng ý với tôi một điều kiện thì tôi sẽ cứu cậu. Được. Mau nói đi. Cậu phải nói toàn bộ bí mật của cây nói cho tôi biết. Tôi lập tức sẽ cứu cậu. Được. Tôi nói cho ông biết, mấy người các ông đều phải chết ở đây. Được lắm. Còn già mầm. Bye bye nha. Đừng đừng. Tôi sẽ nói hết các bí mật. Tôi đã định cứu cậu ta rồi. Thật đó. Tôi chỉ hơi do dự. Tôi sợ xương cốt của tôi không chỉ không cứu được cậu ấy mà còn liên lụy đến bản thân. Lão Dương, đừng kích động. Không sao, không sao thật mà. Ngô Tà, tôi chỉ nói với ông Lương vài lời thôi. Ông Lương, chuyện này chỉ có một mình ông biết. Đừng nói cho người khác đó. Cái gì? Ông Lương, cậu ấy nói gì với ông? Cậu ta không nói gì cả. Thật đó. Ai mà biết được cậu ta muốn làm gì, làm trò gì không biết. Nhanh lên. Đây là gì vậy? Lông tóc trên cơ thể. Có thể là có nguyên nhân mới rụng nhiều như vậy. Đây hình như giống như da của người bệnh vậy. Ác quá. Trời ơi, đây là gì vậy? Mặt đúng là, sao có thể đứng thịt bên trong được? Giống như mặt vậy. Cái này giống như một cái máy hô hấp đặt trong mồm vậy. Khó chịu lắm.
Khuôn mặt này chắc là sống trong thịt của họ. Mắt và mồm đều bị che mất. Chúng chắc là dựa vào cách đưa thức ăn vào và nhìn đồ vật. Xem ra các họa tiết trên mặt nạ và các họa tiết trên cây là giống nhau. Cái này chắc chắn là có liên quan đến cây đồng xanh. Mà bỏ nó xuống đi. Sao vậy? Sống. Nó còn sống đó. Ông Lương, thứ này ở đâu ra vậy? Tôi thật sự là hổ thẹn. Tôi không thể ngờ được cây đồng này, cách cúng tế này rõ ràng bày trước mặt người Hán, nhưng không phải là của người Hán chúng ta. Tôi thật sự là không nghĩ ra. Ông có lời gì muốn nói thì nói đi. Cái gì? Cái đó mọi người từ từ nghe tôi nói hết. Cái đó tôi biết nói từ đâu đây. Ông Lương, ông đừng vội, nghĩ từ từ thôi. Được, nói như này đi. Buổi hiến tế quy mô lớn trong lịch sử của người Hán không ghi rõ, nhưng ở một số các di vật của các dân tộc thiểu số thì phát hiện một số điểm khác thường. Thời Tây Chu vẫn còn đang trong chế độ nô lệ, nhưng cũng có học tập du nhập văn hóa Tây Chu, bao gồm cả kỹ thuật luyện đồng. Cho nên trong một số di chỉ khảo cổ của các dân tộc thiểu số, đồ đồng xanh có những đặc điểm của thời Tây Chu. Ý của ông là cây thanh đồng không phải xuất phát từ những nghệ nhân thời Tây Chu, mà là đến từ các thủ lĩnh của các dân tộc thiểu số, không sai. Quy trình hiến tế của dân tộc thiểu số rất thần bí. Truyền thuyết còn nói đến, trong các buổi tế còn dùng đến các con vật thuần hóa để bảo vệ thủ lĩnh của bọn họ không chịu tác động từ bên ngoài. Con tinh tinh vừa tấn công chúng ta chính là sinh vật được thuần hóa, khống chế thần kinh, khống chế người ngoài đến. Tôi thấy kỳ lạ. Cậu nói cả cái mặt nạ này được che kín mít thế, thì họ tháo ra kiểu gì đây? Nó đeo mặt nạ thì nó ăn uống kiểu gì đây? Hô hấp thế nào? Ghê quá. Cái này là gì vậy? Đây là ly cổ. Ly cổ là một con vật được thuần hóa bằng các phương pháp đặc biệt và sự cộng sinh của động vật, có thể khống chế hệ thần kinh của động vật. Loại trùng này sẽ luôn ký sinh trên thân chủ đến chết mà biến thành lỗ không. Nếu mà hợp như vậy thì con khỉ này đã chết từ lâu rồi. Máu này là máu tươi, vừa xuất hiện không lâu.